Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sao Hoa Hàn, kênh tổng hợp tin tức về các ngôi sao hoa ngữ và Hàn Quốc. Và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày hôm nay. Siêu thảm đỏ AAA, à à à, Thánh Body Jang woon Jong khoe chân cực phẩm, Han seo Hee quyến rũ chết người, Moon Ga Jong hóa nữ thần, Song Ji Hyo tóc ngắn chiếm spotlight. Sau bao ngày chờ đợi, Cuối cùng vào ngày 2 tháng 12, lễ trao giải Asia Artist Award 2021 AAA đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông. Lễ trao giải AAA năm nay quy tụ hàng loạt sao khủng của làng giải trí Hàn Quốc như Song Ji Hyo, Seventeen, s Cha Eun Woo, Han Seo Hee, SNSD, Lee Seung Gi, Bam Bam, GOT7, Momoland. Đây chính là thảm đỏ khủng nhất năm và không để các văn thất vọng dàn sao đều lên đồ trang điểm lộng lẫy, tạo nên những màn sao kè nhan sắc cực gắt. Xuất hiện với vai trò host, thánh bao đi đối thủ của Lisa, trang quần Jong khiến dân tình sốc vi ruồn hàng loạt vì quá xinh đẹp. Nữ idol 17 tuổi diện váy đen quyến rũ, tôn lên bờ vai ngọc ngà và đôi chân ảo diệu như Photoshop, trực chờ át cả đàn chị Han Seo diện cùng tông màu. Thế nhưng sự xuất hiện của mợ ngố Song Ji Hyo với mái tóc ngắn cũn gây tranh cãi mới là tâm điểm của thảm đỏ không hổ danh là thánh body xuất hiện tại sự kiện giang quần tròn khiến dân tình choáng váng trước đôi chân dài ảo diệu như vô tố xốp bờ vai ngọc ngà trong chiếc váy đen nữ idol sánh đôi bên đàn anh lee tuk super junior và đôi chân cực phẩm của cô đã chiếm trọn spotlight khung hình trong khi đó mái tóc ngắn của song ji hiệu này đã được tạo kiểu gọn gàng khác xa vẻ lởm chởm lộn xộn khiến fan bức xúc trước đó mái tóc ngắn cùng kiểu trang điểm đậm đã làm mợ ngố thêm phần sắc sảo và sang chảnh Han Seo Hee cũng là một nữ thần khác trên thảm đỏ AAA. Tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc, diện váy đen rẻ cao khoe chân dài hút mắt. Nét đẹp giang chảnh quyến rũ chết người của Han Seo Hee khiến dân tình ngất lịm hàng loạt. Moon Ga Jong hóa nữ thần thảm đỏ với váy trắng thướt tha, tôn lên bó đi nuột nà quyến rũ chết người. Bờ vai móc áo, những đường cong sexy, vòng một lấp ló gợi cảm của nữ diễn viên khiến dân tình không thể rời mắt. s SNSD diện đầm trắng thanh lịch và thời thượng nhưng lại lộ gương mặt và đôi chân khác màu da hoàn toàn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng nàng ngọc trai đen của SNSD xinh đẹp và quyến rũ hết nấc. Trong khi đó, s lại diện tông đen cá tính. Riêng Karina bị diêm với trang phục khó hiểu, chân váy rách dưới. Dù vậy, gương mặt sắc nét như nhân vật đồ họa của nữ idol vẫn khiến dân tình phải trầm trồ. Winter nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc khi để tóc dài. Gương mặt nữ idol vừa bầu bĩnh đáng yêu lại vừa sắc sảo cuốn hút. Giselle có màn lột xác ngoạn mục, ngày càng lên hương vi ruồn so với thời mới ra mắt. Còn em út ninh ninh xinh như búp bê chấp cả đèn flash.